Hello, xin chào cả nhà mình nha. Thì sáng hôm nay Toàn sẽ giao lưu mình một cái lô giấy Mỹ tiếp nha các bạn ha. Toàn mới lấy vườn về. Thì lô này thì nâng đế sẵn rồi các bạn ạ. Nó cũng đế nó có định hình sẵn các bạn, định hình sẵn ban đầu rồi đó. Thì mình sẽ lên mình lô lô thường mình lô lên lô 10 cây nha các bạn ha. Thì các bạn nào muốn mua sỉ thì mua sỉ 10 cây, mà các bạn nào mua lẻ thì các bạn inbox lẻ 10 cây nha ha. Sỉ thì giá là 300.000 một cây, lô 10 cây nha các bạn ha. 10 cây là 3 triệu nha các bạn ha. 10 cây 3 triệu mình bao ship nha cả nhà. 10 cây 3 triệu mình sẽ bao ship. Còn bạn nào mua lẻ thì cứ một cây thì tùy vào cái gốc, cái hành nó sẽ có giá khác nhau nha các bạn ha. Đây. Thì mua lẻ thì đối với cái hành như cây này nè các bạn, cây số 1 này, mình sẽ cho bạn xem cây số 1 nha. Đó, cây số 1 này. Thì mình dùng cái bàn tay mình đo nhé, mình không dùng thước nha các bạn ha. Đó, cái bàn tay là mình đo là thứ này. Thứ nhất là về hành cũ nó nè, hành cũ này các bạn ha. Hành cũ là khoảng 20 cm này các bạn ha. Đó, đế cũ nè, đế cũ cũng tầm khoảng 20 cm trở lên này đó. Còn hành thân nó nè, hành thân là một cái bộ tay mình ôm lại như thế này nè. Tầm khoảng 3 hơn 2 ngón tay cái thôi. Hành này tầm mình nghĩ thì hành nó là hành khoảng hành 10 nha các bạn ha. Đó. 9 10 thôi. Đó. Cây số 1 nha các bạn ha. Mình giao lưu các bạn cây số 1 300.000 nha. Bạn nào thích thì inbox nha, cây số 1 300.000 nè. Mình quay tròn cho các bạn nè, bộ cụ đế này, hành số 1 nha. Cây như thế này nha. Rễ nha các bạn ha. Đó. Về chiều cao của thân thì nó như thế này thôi, cũng còn từ dưới cái củ đi lên này khoảng 20 cm thôi, mình cắt tỉa hết gọn hết rồi các bạn ha. Các bạn về thì các bạn chơi thôi. Thứ hai nữa, dạng này nó đã mình để nó mình cố tình để khô bộ rễ để các bạn về quấn rễ. Nhiều bạn có thể thích, các bạn có thể quấn, mình không thích cái thế rễ nó như thế này thì bạn quấn theo thế rễ của các bạn kéo nó đi nè. Kéo đi rồi quấn cái rễ này theo ý của các bạn nha, tùy các bạn thôi. Cái dòng giấy Mỹ này thứ nhất là nó không bị mục thân, thứ hai nữa thì rễ các bạn dễ kéo và định hình của nó nâng đế rất là dễ nha. Khi bạn trồng lâu một thời gian nó nâng đế lên, cái bộ rễ nó sẽ trắng buốt và rất là đẹp nha bạn ha. Đó, giống như cái cây này các bạn. Đó, cái cây này, đó, cây đó chúng ta nâng đế lên cái bộ rễ trên nó sẽ trắng và rất là đẹp như vậy. Đó, nó là dòng giấy cũ bonsai. Thì các bạn có thể về ghép ngũ sắc 5 màu hoặc là ghép giấy cẩm thạch vân vân. Cẩm thạch đủ màu tùy các bạn nha. Ok, cây thứ nhất này các bạn nào giao lưu thì 300.000 cái này ha. 300.000 toàn không bao ship nha. 300.000 không bao ship, còn các bạn nào mua cả lô. Các bạn nào mua cả lô thì 10 cây là 3 triệu toàn bao ship. Đó. Các bạn thông cảm xứ shop toàn ở gần quốc lộ có nhiều tiếng ồn. Cây số 1 toàn bỏ một bên nha các bạn ha. Đây cây số 1 nha. Tiếp theo toàn lên cây số 2 nè. Cây số 2 thì hành này nhỏ hơn một xíu nhưng mà được cái là bộ cũ nó quấn rất là tròn đều và đẹp, các bạn thấy không? Quấn tròn. Đó, các bạn thấy không? Bộ cũ vô cùng đẹp luôn. Đó, bộ cũ rất đẹp nhưng mà hành nhỏ hơn cái cây số 1 xíu, cây số 2 này. Bộ cũ tròn đều, người ta đâu. Đó, mình quấn sẵn hết rồi các bạn. Lúc trồng thì cái là quấn, chúng ta quấn sẵn bộ cũ như này. Tròn đều đẹp đó. Hành thân nó như thế này các bạn. Thì nó cũng tương tự thôi. Hành cũ của nó vị trí như nó hành cũ này. Khoảng 20 cm. Đó. Chiều cao nó là khoảng 15 cm, chiều cao đế cũ này. Chiều cao đế là khoảng 15 cm. Đó. Quấn tròn đều như này các bạn trồng để cao lên như vậy thì rất là đẹp. Trong càng lâu thì bộ cũ và bộ búa nó càng đẹp và càng nâng đế lên thì bộ đế nó sẽ trắng buốt các bạn ha. Hành nó này các bạn, hành nó cũng tròn ngang như này. Hành nó khoảng cỡ 9 đến 10 nha các bạn ha. Hành này hành 8 đến 10, 8 đến 10 nha các bạn ha. Tổng ước lượng như vậy. Và chiều từ thân nó lên đến đây khoảng 20 cm này. Đó, tổng giữ lại cái bộ thân khoảng 20 cm. Đó là cái số thứ hai nha các bạn, cái thứ hai nha. Cái thứ hai các bạn xem tham khảo lại một lần nha, cái thứ hai nha. Tổng quay thực tế tại vườn các bạn đó. Tổng mới lấy về. Đó, xong cái thứ hai nha các bạn ha, tiếp tục toàn lên cây thứ ba này. Cây thứ ba này nè, cây thứ ba thì bộ thằng này thì được cái bộ thân nó cũng vậy, hành thân thì cũng hành thân này bạn, hành thân này toàn cắt giật ngắn các bạn ha. Chúng ta cắt giật ngắn như này chúng ta ghép nó sẽ rất là ok. Các bạn có thể trần thế nghiêng thế đổ như vậy thì các bạn đó, thế nghiêng như thế này hoặc là thế dần đứng cao như vậy cũng được, tại vì cái bộ đế của thằng này nó cao, cái bộ đế rễ này nó cao các bạn, cao gần có 30 cm các bạn ha, 30 cm. Đó, để bên đây chứ bên đây nó còn cao hơn xíu nữa đó, các bạn thấy không? Đó, bộ rễ nó đi lên trên như thế này. 300k nha cả nhà, 3k 300k toàn không bao ship nha, 300k không bao ship nha cả nhà ha. Cả nhà mình thích thì cứ inbox. Đó, bộ lô này đế và rễ nó quấn rất là đẹp này bạn, chúng ta về ghép chơi bonsai rất đẹp đó, hồi giá nha. Cây này cây thứ ba nha bạn ha, 300k toàn không bao ship nha. Mua cả lô 10 cây thì toàn sẽ bao ship 3 triệu nha bạn ha. Đây tiếp tục cây thứ tư này các bạn. Đó, cây thứ tư các bạn nhìn nha. Đó. Bộ rễ như nhà ha. Đó, toàn đo này. 20 cm.
lên nè, đó, 20 cm này, thân này, thân cao này, 20 cm này, đó, và hành 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 thân này, hành thân này, đó, khoảng hành thân này khoảng